Kính chào quý vị, Phương Thúy rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới. Ban biên tập luôn cập nhật liên tục những tin tức an ninh thời sự đáng chú ý trong nước và thế giới. Ngay sau đây, mời quý vị đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 26 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, lũ quét và lở đất xảy ra ở nhiều nơi ở Tứ Xuyên khiến vô số ngôi nhà bị chôn vùi và nhiều người mất tích. Mưa lớn tiếp tục diễn ra ở miền Trung và miền Đông Trung Quốc, bao trùm 12 tỉnh vùng và thành phố, trong đó có Thiểm Tây, Tứ Xuyên và Trùng Khánh. Hôm thứ Hai tuần qua, lũ quét xảy ra ở nhiều nơi ở Lương Sơn, Tứ Xuyên. Nước lũ dữ dội tràn vào khu đô thị, đường phố ngập nước, một số ô tô bị ngập tại làng Đặng Sương, thị trấn Lộ Cao, huyện Tấn Dương, tỉnh Lương Sơn, khu vực dự án cao tốc bị lũ quét, khiến 6 người mất tích và số nạn nhân vẫn chưa được xác minh. Khoảng 11 giờ đêm ngày thứ Bảy, mưa lớn bất ngờ đổ xuống Hải Lạc Câu, huyện Lỗ Định, tỉnh Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên, gây lở đất. Sáng sớm ngày Chủ nhật, hơn 900 người dân địa phương phải sơ tán khẩn cấp sau đó xảy ra lở đất, một số ngôi nhà bị vùi lấp chưa rõ thương vong. Cột gió mạnh của trận lốc xoáy đã xuất hiện trên sông Kỳ Tài, Hắc Long Giang. Hôm Chủ nhật, cơn lốc xoáy hiếm gặp xuất hiện trên sông Kỳ Tài, tỉnh Hắc Long Giang với những cột gió mảnh mai vươn thẳng lên trời. Một nhân chứng cho biết đây không phải là cơn lốc sao. Một trận mưa lớn bất ngờ xảy ra ở Đại Liên, Liêu Ninh. Trên đường phố xuất hiện thác gành, xe điện của nhiều người đi xe bán tải bị cuốn trôi, một số lượng lớn ô tô bị ngâm trong nước. Một nhân chứng sợ hãi gào thét lên, ôi ôi chúa ơi! Lũ lụt nhanh chóng xảy ra trên đường phố Đại Liên, xe điện của nhiều nhân viên giao hàng bị thác gành cuốn trôi, một số tay đua bám chặt vào nó, chìm và nổi trôi trên mặt nước với nhiều chiếc xe điện. Cũng có những tay đua bị vấp và đuổi theo xe điện trong gành thác. Ngoài ra còn có người và phương tiện bị lũ cuốn trôi, nhiều cống rãnh ở Đại Liên tràn nước, nước từ cống chảy ra cao hơn 1 mét, người ta gọi là suối Bảo Tú. Thưa quý vị, bắt đầu từ cuối tháng trước, để bảo vệ Bắc Kinh và Hồng An, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ mà không báo trước ở nhiều nơi ở Hà Bắc, khiến vô số người thiệt mạng. Lũ lụt làng mạc, tàn phá đất nông nghiệp và thiệt hại nặng nề. Tính đến ngày Chủ nhật, làng Nhâm Trang Tử ở Bá Châu, tỉnh Hà Bắc vẫn bị lũ lụt bao vây. Người dân địa phương cho biết nước sẽ tiếp tục chảy như thế này. Mực nước phía Tây cao hơn phía Đông nửa mét và đến ngày Chủ nhật, hồ chứa nước Minh Lăng vẫn xả lũ khiến người dân lo ngại. Cùng ngày, một trận mưa lớn cũng bất ngờ đổ xuống Thâm Quyến, Quảng Đông chỉ trong hơn một giờ. Nhiều khu vực rộng lớn trong thành phố bị ngập lụt, biến thành phố thành đại dương bao la, nhiều ô tô bị nhấn chìm trong nước. Một con đường bị sập ở làng Tam Hà, đường Đại Lãng, quận Long Hòa khiến nhiều ô tô bị cuốn trôi tại các thị trấn bị ngập lụt ở Đông Quan, Quảng Đông và rơi xuống hố bị sập. Cùng ngày, mưa lớn bất ngờ đổ xuống thành phố Đông Quan, tỉnh Quảng Đông khiến đường phố ở nhiều thị trấn làng mạc bị ngập lụt. Nhiều phương tiện ngập trong nước, ô tô, tủ lạnh nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Tại thị trấn Hổ Môn, mưa lớn kéo dài 3 giờ liên tục, đường phố ngập nước, nhà để xe dưới lòng đất bị phá hủy hoàn toàn. Thống đốc tỉnh Hà Bắc đến thăm khu vực thảm họa sau lũ lụt và bị các nạn nhân chặn lại và thẩm vấn. Để bảo vệ Bắc Kinh và Tây An trước mưa lớn ở miền Bắc Trung Quốc, chính quyền đã xả lũ tại nhiều nơi ở Hà Bắc mà không báo trước, gây lũ lụt khiến nhiều người thiệt mạng và mất nhà cửa. Sau khi lũ rút, Bí thư tỉnh ủy Hà Bắc Nhạc Phong đã dẫn quan chức địa phương đến khu vực xảy ra thảm họa nhưng bị các nạn nhân chặn lại và bị thẩm vấn. Nhiều người mặc thường phục duy trì sự ổn định tại hiện trường và các cuộc đụng độ đã nổ ra với người biểu tình. Người dân vùng thảm họa hò hét, chúng tôi đang tìm thống đốc, chúng tôi đang tìm thống đốc. Thống đốc Hà Bắc vẫn trốn trong xe không dám xuống gặp dân làng, cuối cùng bỏ đi. Thưa quý vị, mưa lớn lũ lụt làm ngập đất nông nghiệp ở huyện Thông Hà, tỉnh Hắc Long Giang tuần trước. Tại huyện Thông Hà, Cáp Nhị Tân, tỉnh Hắc Long Giang, người dân không thể bảo vệ được bờ kè và chứng kiến đất nông nghiệp của mình bị ngập lụt. Người dân địa phương nói trong tâm trạng bất lực cho biết, kết thúc, mọi công sức của bạn những ngày này đều trở nên vô ích. Mưa lớn, sấm sét, gió mạnh, mưa đá xảy ra ở Chiết Giang. Chiết Giang đã phát đi 147 tín hiệu cảnh báo liên tiếp. Đài quan sát khí tượng Hàng Châu đã nâng cấp cảnh báo mưa bão màu vàng lên cảnh báo màu cam. Quận Tây Hồ và nhiều nơi khác có mưa lớn, cục bộ có mưa đá kèm theo dông và gió giật mạnh cấp 8, cấp 10. Quý vị thân mến, hôm thứ Sáu vừa qua, 3 trận động đất liên tiếp xảy ra ở Nội Giang, tỉnh Tứ Xuyên trong vòng 70 phút. Mỗi trận có cường độ 4,0 độ Richter và 2 trận động đất mạnh 3,4 độ Richter. Mỗi trận có tâm chấn 10 km, một số tuyến đường sắt đã bị đóng cửa khẩn cấp. Các trận động đất ở mức độ khác nhau được cảm nhận khắp tỉnh Tứ Xuyên. Đảng Cộng sản Trung Quốc xả lũ không báo trước, gây ngập lụt nhiều nơi.
hiện nay sau lũ lụt, một lượng lớn người dân vẫn chưa có nhà cửa. Việc lộ một tài liệu của chính quyền Hà Bắc đã khiến dư luận dậy sóng. Tài liệu thảm họa lũ lụt Bảo Định tiết lộ nạn nhân chỉ được bồi thường 20.000 nhân dân tệ. Gần đây, thành phố Trác Châu, huyện Lai Thủy, thành phố Cao Bắc Điếm, thành phố Định Châu và những nơi khác thuộc phạm vi quản lý của thành phố Bảo Định đều bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Trong đó, thành phố Trác Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất với số thương vong lớn nhất. Hồ sơ bồi thường sau thiên tai của thành phố Bảo Định bị lộ khiến dư luận phản đối kịch liệt. Thông báo nêu rõ các nạn nhân sẽ chỉ được bồi thường 30 nhân dân tệ mỗi ngày trong tối đa 15 ngày. Gia đình các nạn nhân chỉ được nhận khoản trợ cấp 20.000 nhân dân tệ. Trong khi nếu nhà bị sập, mỗi hộ gia đình sẽ được bồi thường tối đa 40.000 nhân dân tệ. Nếu cánh đồng không thu hoạch được, khoản trợ cấp là 9 nhân dân tệ mỗi mẫu. Thông tin này bị phanh phui, gây ra nhiều chỉ trích từ cư dân mạng. Một số cư dân mạng than thở rằng, trong mắt Đảng Cộng sản Trung Quốc, mạng sống con người thực sự vô giá trị, làm sao họ có thể sống được với số tiền ít ỏi này. Một số người cũng cho rằng thương vong do lũ lụt gây ra quá lớn, đến mức chính quyền địa phương không đủ khả năng chi trả. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ mà không báo trước, gây ra thảm họa ở nhiều nơi ở Hà Bắc và gây thiệt hại nặng nề. Một cư dân mạng ở Trác Châu tiết lộ, một trận lũ đã trôi qua nửa tháng, nhà của anh vẫn bị tàn phá nặng nề, không biết khi nào cuộc sống mới trở lại bình thường. Người dân Trác Châu cho biết hôm nay là ngày thứ 15 lũ lụt vẫn chưa có nước, than ôi, không có nước, không có điện, khi nào mới nối được. Còn nạn nhân của trận thiên tai ở Bá Châu, tỉnh Hà Bắc hiện vẫn đang vô gia cư và chờ được giải cứu. Trước đó, tại khu vực bị thiên tai Tiểu Gia Bảo thuộc thị trấn Dương Phong Cảng, Bá Châu, tỉnh Hà Bắc, một số người tị nạn đã kêu gọi quan chức địa phương và phàn nàn rằng trong làng nước vẫn còn ngập sâu vài mét, nhà của họ không thể ở được và họ vô gia cư. Quần áo, chăn màn và các nhu yếu phẩm hàng ngày khác không được mang ra nên nhờ chính quyền giúp đỡ. Lũ lụt ở một số khu vực bị thiên tai ở Đông Bắc Trung Quốc hiện vẫn chưa rút, các nạn nhân phải tự lực cánh sinh. Tại các tỉnh Hắc Long Giang và Cát Lâm, vựa lúa của vùng Đông Bắc Trung Quốc, nhiều ngôi làng dọc sông bị phá hủy do lũ lụt do chính quyền xả ra. Hiện tại, đường xá, thông tin liên lạc trong vùng thiên tai bị gián đoạn, các nạn nhân chỉ có thể tự cứu mình. Bà Ren, một người dân ở Mậu Đơn Giang cho biết, nước vẫn đang xả, không ai đến giải cứu người dân ở đây, các vùng nông thôn đều phải tự lo liệu, bờ sông bị ảnh hưởng nặng nề, không ai có thể quay lại. Đường xá bị cuốn trôi, nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi, nhà nào cũng ngập trong nước lũ. Thưa quý vị, Đảng Cộng sản Trung Quốc xả lũ không báo trước khiến người dân ngập lụt. Hiện nay lũ lụt đã rút, một số nạn nhân đã đăng video tiết lộ tình trạng bi thảm tại các vùng bị thiên tai. Kể từ giữa tháng trước, tại Bắc Kinh, Thiên Tân và các khu vực phía Bắc khác đã xảy ra mưa lớn đột ngột, trong khi ở phía Nam xuất hiện mưa lớn hoặc mưa lớn rải rác, nhiều nơi nhiệt độ tăng cao. Có một trận mưa đá hiếm hoi ở Hàng Châu, Chiết Giang. Cùng ngày, mưa đá bất ngờ đổ xuống nhiều nơi ở Thượng Hải. Gần đây, mưa lớn bất ngờ đổ xuống miền Bắc Trung Quốc để bảo vệ Bắc Kinh và Hồng An. Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã xả lũ quy mô lớn mà không báo trước, khiến nhiều nơi ở Hà Bắc bị ngập lụt, đặc biệt là thảm họa nghiêm trọng ở Trác Châu. Sau khi lũ rút, một người dân địa phương đã tung video trực tiếp mô tả tình hình bi thảm ở vùng thiên tai. Một nhiếp ảnh gia cho biết, tôi đã tưởng tượng rằng lũ sẽ rút và đường phố sẽ tràn ngập những mảnh vụn bị bỏ hoang. Nhưng khi tôi bước xuống phố, hiện thực đã đập tan ảo tưởng cuối cùng của tôi. Một video khác cho thấy một số người dân bị mất nhà do lũ lụt và phải ngủ ngoài đường. Kính thưa quý vị khán giả, áp lực lũ lụt ở tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc vẫn rất cao. Theo Tân Hoa Xã, từ đêm ngày thứ 2 đến đêm thứ 3 vừa qua, khu vực miền núi và phía nam Cát Lâm sẽ có mưa to đến rất to và mưa lớn cục bộ. Hiện nay, mực nước nhiều nơi dọc sông Tống Hoa số 2 đã vượt mức báo động, tình hình kiểm soát lũ khá nghiêm trọng. Đài quan sát khí tượng tỉnh Cát Lâm đã nâng cảnh báo mưa bão màu xanh lên cảnh báo màu vàng vào lúc 5 giờ ngày thứ 2. Dự kiến từ đêm thứ 2 đến rạng sáng ngày thứ 3, các khu vực phía đông và phía nam Tống Nguyên, Trường Xuân, Tứ Bình, Liêu Nguyên, Cát Lâm và phía bắc Thông Hóa sẽ có mưa lớn, khả năng xảy ra lũ lụt và thảm họa địa chất. Tỉnh Cát Lâm hứng chịu mưa lớn kể từ cuối tháng trước, khiến mực nước sông Tùng Hoa dâng cao gần một nửa trong số 100.000 ha đất canh tác ở huyện Nông An nằm dọc theo sông Tùng Hoa số 2 bị ngập lụt và 40.000 người ở 4 thị trấn, 16 làng và 73 làng tự nhiên bị đe dọa. Chính phủ Trung Quốc ngày 26 tháng 9 cho biết số người chết hoặc mất tích vì lũ lụt trên khắp đất nước đã lên tới gần 1.700 người, đồng thời chính quyền cảnh báo tình hình có thể tồi tệ hơn. Hôm thứ Tư, 34 quận và thành phố ở Giang Tây đã trải qua nhiệt độ khắc nghiệt trên 40 độ C. Đài quan sát khí tượng tỉnh Giang Tây một lần nữa đưa ra cảnh báo đỏ nhiệt độ cao.
Đây cũng là mức cảnh báo nhiệt độ cao nhất được tỉnh Giang Tây đưa ra trong 2 ngày liên tiếp trong năm nay. Theo Cục Khí tượng tỉnh Giang Tây, hôm thứ Hai, nhiệt độ cao nhất các trạm thời tiết tại 86 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Giang Tây vượt quá 37 độ C, trong đó 34 huyện, thành phố có nhiệt độ tối đa trên 40 độ C. Với huyện Tuy Xuyên là cao nhất với nhiệt độ 41,2 độ C. Được biết, cuối tháng trước, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ cao xảy ra ở hầu hết các khu vực của tỉnh Giang Tây. Sau khi bước vào tháng này, toàn tỉnh Giang Tây lại hứng chịu nhiệt độ cao kéo dài. Trong đó, vùng có nhiệt độ cao với nhiệt độ mặt đất trên 50 độ C có diện tích 2,162 triệu mẫu, chủ yếu nằm ở vùng cát của các đô thị và dòng sông. Vùng có nhiệt độ cao với nhiệt độ mặt đất 45 độ C đến 50 độ C có diện tích 9,182 triệu mẫu, chủ yếu tập trung ở Tây An, khu đô thị hoặc đất khô ở trung tâm thành phố. Khu vực có nhiệt độ cao trên mặt đất là khoảng 40 đến 45 độ C có diện tích 66,169 triệu mẫu, chủ yếu nằm ở các vùng đất nông nghiệp của tỉnh. Đồng thời, nhiệt độ cao kéo dài đã khiến nhu cầu điện của người dân tăng cao và phụ tải điện của lưới điện Giang Tây liên tục đạt mức cao mới. Lúc 11 giờ 21 phút ngày thứ Hai vừa qua, phụ tải lưới điện Giang Tây đạt 11,33 triệu kW. Đây là lần thứ 3 trong mùa hè này đạt mức cao kỷ lục và cũng là lần đầu tiên phụ tải lưới điện Giang Tây vượt 11 triệu kW. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.